Con em Tuấn chào tất cả anh em nha. Hôm nay em sẽ đi tổng quan cái cửa hàng em để anh em tham khảo các mẫu xe có tại cửa hàng em nha. Đó, cửa hàng em nằm tại đường DT743 khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nha. Đó, anh em nào muốn xem xe và chạy thử các dòng xe vui lòng liên hệ với em nha. Em tên Tuấn, em ở Bình Dương, với số điện thoại là 0904804567 nha anh em. Đó, con này là con Innova 207 nè. Đó, Innova 207. Con này thì chuẩn gia đình 100% nha anh em. Đó, chuẩn gia đình 100%. Mang biển 61 nè, con này được 4 gai vỏ còn dày nè anh em. Đó, xi nhan tinh gương. Con này thì đầy đủ đồ chơi rồi, tất cả đồ chơi đều có hết nha. Đó, về mưa, ốp chân kính, nẹp cửa cái gì cũng có hết. Đó, Innova chuẩn gia đình 207 nha anh em. Đó, chuẩn em nó báo luôn nha, chuẩn gia đình nha. Con này dịch vụ thì em bé dịch vụ. Đó, dịch vụ ở quê rồi chạy nào có sao có nói đó luôn nha. Con này thì em bán 235 triệu đồng nha, còn thương lượng cho anh em ở xe lại xem xe và chạy thử nha anh em. Đó, đây là con Kia Carin 2010. Con này là bản full nha, có 3 bản nha anh em. Bản 1.6 nè, bản 2.0 không cửa nóc, và bản 2.0 có cửa nóc nha anh em. Đó, con này màu bạc biển 74 nè. Em bán là 250 triệu là em bao rút hồ sơ cho anh em nha. Đó, con này đăng kiểm còn dài tới tháng 11/2022 nè. Đó, em đây sẽ đi sơ nội thất cho anh em nha. Xe thì được rồi, trang bị là có là cửa nóc nè anh em. Đó, cửa nóc luôn nha. Con này có phím vô lăng nè, tích hợp vô lăng này. Con này nó chạy hơi nhiều nên chỗ đây nó có hơi mòn mòn này nha. Con này thì không dịch vụ taxi nha, con này thì người ta chạy nhiều thôi. Đó, con này thì được bộ ghế nỉ zin của xe luôn nè. Đó, xe mà còn bộ ghế nỉ là anh Bim em biết cái chất cọp của nó đang sao nha. Đó, cửa nóc vẫn còn hoạt động, mọi chức năng hoạt động, xe hoạt động hết nha anh em. Đó, em bán với giá là 250 triệu, còn thương lượng còn bớt cho anh em ở xe sọc lại xem xe và chạy thử nha anh em. Đó, đây là tổng quan sâu của xe nè. Đó, 250 triệu còn thương lượng nha anh em. Đó, còn con này là Innova, con này là 2015 xin lỗi anh em nha, con đây là 2015. Đó, quê ở đồng con này chỉ 24 nha anh em. Đó, em nhầm xe. Đó, con này là 2014 Innova 2014, em bán với giá là 358 triệu cho mẫu Innova 2014, mang biển số 51F10479 nha. Con này thì cuối 2014 nha, có mâm phay nè. Con này 4 vỏ còn dày nè. Kiểu chỉ con này thì zin 100%, con này không có dịch vụ taxi nha. Đó, con này thì chuẩn gia đình 100% nha anh em, gần vân gai còn rất là dày luôn. Em bán 358 triệu đồng nha anh em. Đó, 358 triệu đồng cho mẫu Innova 2014 nha. Đó, con này con gai nè, anh em có gia đình này, con gai đẹp không? Con gai rất là dày luôn nha. Đó, em bán chỉ có 358 triệu đồng nha. Con này là mẫu Innova 2016, đầu 2016 là còn form cũ nha anh em, còn form cũ biển 66 nè. Đó, được mặt ke lăng lớn. Con này là màu vàng cát, rất hợp cho anh em nào mình kim nha. Mạnh kim đi màu vàng cát thì rất là hợp luôn. 4 gai vỏ còn rất là dày nè. Xi nhan tích hợp trên gương, con này xi nhan tích hợp trên gương zin nha. Đăng kiểm rất là dài tới tháng 4/2023 nha. Em bán con này với giá là 378 triệu đồng nha anh em. 378 triệu đồng cho Innova 2016 gia đình xịn nha. Không chạy taxi dịch vụ cây nào luôn. Anh em coi cổ số nè. Cổ số con này thì rất là đẹp luôn. Vô lăng cổ số rất đẹp nha anh em. Em bán 378 triệu đồng nha. 2016 bản Y gia đình xịn, xe không lỗi lầm, không dịch vụ luôn. Đó, mâm 2015-2016 là nó quay mâm phay đồng hồ đỏ rồi nha anh em. Cuối 2016 quay mâm mới nha. Con này là Innova 2011, mang biển số 72 nè, BB462 nha. Đó, con này gai vân còn dày nè anh em. Màu bộ mâm phay rất đẹp luôn, phay mới phay xong. Anh em cửa hàng dọn xe phay lên nha. Đó, kêu chỉ con này nè. Nội thất mới nha anh em, nội thất mới luôn. Innova 2011 em bán với giá là 255 triệu đồng nha. 255 triệu đồng cho mẫu Innova màu bạc biển số 77/72 nha. Con này được lên bộ tim nè. Đó, xe đăng kiểm còn thấy 11/2022 nè anh em. Anh em nào muốn xem xe và chạy thử vui lòng liên hệ với em nha. Cửa hàng em là ô tô Bình Dân Dĩ An nha. Đó, ô tô Bình Dân Dĩ An, với số điện thoại là 0904804567 nha anh em. Đó,
Con này là con Xlentre 2016 số sàn MT. Con này thì em có video chi tiết rồi, anh em nào muốn xem video chi tiết vui lòng liên hệ với em sẽ gửi video chi tiết cho anh em nha. Đó, xe rất là đẹp luôn nha. Xe bộ mâm phay mới phao đeo chơi nha anh em. Con này là Toyota Yaris 2017 nha anh em. Đó, con này thì em bán với giá là 400, bữa nay em giảm luôn, 435 triệu đồng nha. Toyota Yaris bản G nha, bản G là bản full của xe nha anh em, bản G là bản full của xe đó, rất là keo chỉ nè anh em, cô keo chỉ nè. Con này bản G có điều hòa auto nè, đời stay top nè, vô lăng tích hợp nè anh em, nội thất đen rất là đẹp luôn đó. Em bán với giá là 435 triệu đồng nha, 435 triệu đồng cho mẫu Toyota Yaris 2017 nha. Và đây là con Innova 2012 nha. Em bán với giá là B310 triệu đồng đi. B310 triệu đồng còn thương lượng còn bớt cho anh em khi xe nha. Bây giờ thì nó chuẩn bị là Covid nổ lại nên em tranh thủ mấy cái xe ở xe xe. Em sẽ rút hồ sơ luôn nha. Con này thì là xe nhanh gương nè. Đồ chơi thì bịt bùng rồi. Nó nội thất mới nè em. Nội thất mới, sàn bọc mới luôn nè. Đó, sàn cần bọc mới luôn. Đó, xe của người ta bên em mua cũ và thì phải tân trang này nọ để tới tay anh em tiêu dùng, anh em chỉ việc sẵn dùng thôi nha. Đó, con này vô lăng của số rất là đẹp luôn nha. Đó. Keo chỉ con này trên 100% nha anh em. Em bán với giá là 310 triệu đồng thôi nha. 310 triệu đồng cho mẫu Toyota Innova 2012 nha. Con này 2012, cuối 2012 là nó qua Innova E nha anh em. E cho không còn G nữa nha. Đó. Đây là Innova 2014 màn biển số 94 nè. 01067 nha. 2014 thì nó sẽ qua form này. Mâm thì nó còn mâm nén hoa nha anh em. Mâm nén hoa, xì nhanh gương có luôn. Em bán với giá là đây. Con này bán đồng giá con kia luôn. 358 triệu đồng nha. Nội thất được bọc mới rồi. Nội thất được bọc mới rồi anh em. 358 triệu đồng luôn. Đó. Mâm vớt lớp vỏ, con này vỏ thì nó hơi mòn rồi. Đây là mẫu Toyota Fortuner 2017 nha, máy dầu số sàn nha anh em. Con này thì đời xe đời cao. Đó, xe đời cao thì em bao tiết hãng cho anh em nha. Đó, con này thì lên lắp nhiều đồ rồi. Con này em có video chi tiết cho anh em rồi nha. Đó, xe thì em sử dụng đi hàng ngày. Nó được bọc tròn 5D chống nóng rồi nè. Đầu Android rồi nha. Xe đi thì full đồ rồi. Có súp gầm rồi luôn. Nói chung là một con xe em đi thì em không có lựa xe dở em đi nha. Đó, em lựa xe ngon mà ít tốn nguyên liệu để em đi. Đó, con này đều bộ nội thất màu da bò nha, rất đẹp luôn. Em bán với giá là 739 triệu đồng nha. 739 triệu đồng. Bốn lớp vỏ con này thì còn rất là dày nha, mới thay luôn nha anh em. Innova 2017. Một chủ từ đầu, xe gia đình sử dụng. Đó, em bán là 739 triệu đồng nha anh em. Anh em nào muốn xem xe tất cả dòng xe Innova từ 2006 tới 2016 nha. Đó, em cửa hàng em có hết nha anh em. Ở còn sâu rất nhiều xe. Đó, em mấy con xe bán chuẩn bị dọn tới nó chạy vô. Tối anh em chạy vô nha. Anh em nào muốn xem xe tất cả dòng xe và chạy thử thì vui lòng liên hệ với em nha. Em tên Tuấn, em ở Giang Bình Dương, với số điện thoại là 0904804567 nha anh em. Đó, anh em nào muốn xem chi tiết từng con xe, các bạn Zalo với em sẽ gửi hình hộp video trực tiếp cho anh em xem nha. Rồi chào tất cả anh em luôn nha.